Mình là Ngôi, là một trong những khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ ở bên Bảo Hà Spa. Hôm nay mình muốn góp phút một nhân viên tắm bé trên sinh ở bên Bảo Hà Spa, đó là bạn Hồng. Mình cũng không biết trước về bạn này, nhưng mà do sự tin tưởng với bên Bảo Hà Spa nên là mình cứ để cho bên đó sắp xếp người đến tắm cho bé nhà mình. Bên Bảo Hà Spa là nơi uy tín chất lượng, nhưng mà mình cũng không nghĩ là bên đó lại sắp xếp cho bé nhà mình một cái người tắm bé rất là tuyệt vời. Từ những ngày đầu mà cô Hồng đến tắm cho bé nhà mình ấy, mình cảm thấy rất hài lòng về cái cách làm quen của cô ấy, từ cái cách cô ấy massage, rồi trò chuyện với em bé nhà mình trong khi massage, hay là hỗ trợ cho bé nhà mình vận động theo sự phát triển từng ngày tuổi của bé. Mình thấy rất là nhẹ nhàng, tỉ mỉ và khéo léo. Trông bé nhà mình rất là thích thú này, mình làm rất là thư giãn nữa, không hề khóc lóc trong các buổi tắm. Nếu có những cái tập sau nữa ấy, thì mình chắc chắn sẽ chọn cô Hồng là ứng viên đầu tiên để tắm cho bé nhà mình. Mình cảm thấy rất hài lòng với bên Bảo Hà Spa. Cảm ơn cô Hồng, cảm ơn bên Bảo Hà Spa rất nhiều.